Bu Mackin Bo xin chào mọi người. Tiếp tục ngày hôm nay thì bên em lại về thêm một mẫu SUV 7 chỗ ngồi, máy dầu số sàn. Một chiếc xe cao to đen hôi. Đấy, màu xanh ghi vàng. Rất rất là hiếm trên dòng xe này các bác nhá. Đấy, các bác có thể quan sát phần gần dập nổi đây. Đấy, còn rất là đẹp luôn ạ. Lốp treo đèn cột này, giá để đồ bật lên xuống này. Một mẫu xe 7 chỗ máy dầu, động cơ 2.5 turbo. Sơn xi màu xanh ghi vàng rất là hiếm trên dòng xe này. Đa số là Ford Everest thì chủ yếu là màu vàng cát và màu đen mọi người nhé. Màu xanh ghi vàng này rất là hiếm đấy ạ. Mang tên tư nhân biển Hải Dương. Sơn xi một vòng quanh xe đây. Một chiếc xe sản xuất năm 2007 mà với cửa tiền chỉ với 1xx thôi. 195 triệu đồng là các bác đã sở hữu được chiếc xe SUV gầm cao máy thoáng rồi. Máy dầu thì rất là tiết kiệm nhiên liệu rồi, loanh quanh trong khuôn 7-8 lít thôi. Kể cả bác sử dụng dịch vừa chạy dịch vụ đối với dòng xe Ford Everest này thì rất ok luôn. Hay là chúng ta các bác nào đi đường công trường ấy ạ, đường công trường hay đồi núi thì chúng ta sở hữu em nó về đi lại thì quá ok luôn, một dòng xe siêu chất rất là lành và đặc biệt là rất là tiết kiệm nhiên liệu rồi. Động cơ 2.5 turbo nên là neo đồi núi dốc hay là chúng ta đi đường công trường thì rất ok các bác. Với khoảng sáng gầm lớn nhất phân khúc nên là mọi người không lo ngại đường xá khi chúng ta sở hữu chiếc Ford Everest này. Bộ mâm 15 inch này, nguyên bản theo xe, giá để đồ đây. Phanh ABS, túi khí an toàn. Phanh ABS, túi khí an toàn, nội thất của em nó đây các bác nhé, nội thất em nó đây. Hai túi khí an toàn đây, nội thất táp lô đây. Ghế da màu kem kìa nhá, ghế da màu kem. Đấy, mọi người quan tâm đến xe thì cứ liên hệ cho bốn máy kinh môn nhé. Số điện thoại 0354 152 888 để xem xe trực tiếp cũng như lái thử xe. Địa chỉ để theo xe là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cả nhà nhé. Đấy. Bên em thì có hỗ trợ vận chuyển giao xe trên khắp toàn quốc nên là mọi người chúng ta ở xa mà ưng xe thì cứ alo cho em. Đấy, táp lô táp ly của em nói đây. 7 chỗ ngồi rộng rãi, gầm cao. Một chiếc xe máy dầu thì rất là kinh tế rồi. Chúng ta đi lại nhiều thì sở hữu em nó thì quá là yên tâm rồi. Động cơ turbo các bác này. Động cơ turbo. Đèn cột lốp treo, lốp sơ cua vẫn còn cả nhà nhá, lốp sơ cua vẫn còn này. Lốp sơ cua vẫn còn các bác nhá. Đây về phần khoang chứa đồ của em nó đây. Nó thất đằng sau này. Khoang chứa đồ hàng cái thứ ba đây các bác nhá. Hàng cái thứ ba đây. Khoảng sáng này, khoảng trống giữa hàng ghế thứ hai và thứ ba thì rất là rộng rãi luôn, các bạn rất là rộng rãi luôn, đấy, cực kỳ là thoải mái đấy ạ. Đấy, mọi người quan tâm thì cứ liên hệ cho bốn máy kinh môn để xem xe trực tiếp cũng như là lái thử xe cả nhá. Đây, dàn lốp đây, hệ thống khung gầm thì được bên em cho xử lý rồi, xử lý chống han lỉ rồi. Khung gầm sàn đây. Với cửa tiền chỉ bằng một chiếc xe đời 2005 thôi, 195 triệu đồng. Là các bác đã có một chiếc xe máy dầu 7 chỗ ngồi gầm cao. Một dòng xe chất lượng thì các bác hoàn toàn yên tâm rồi. Chất lượng thì hoàn toàn yên tâm rồi. Một dòng xe rất là bền bỉ đi ạ. Nội thất tablo tabi đây. Tinh lái này. Bây giờ em sẽ cho mọi người tham khảo về phần khoang máy nhé. Để cả nhà có thể hiểu rõ được hơn về chất lượng của xe. Riêng chiếc xe Ford Everest này của em thì không cần phải sấy luôn các bác. Mọi chiếc xe khác thì cần phải sấy nhưng mà riêng chiếc xe này thì không cần phải sấy đâu mọi người nhé. Cứ bật chìa khóa lên tầm vài giây là chúng ta đè lỗ là xong thôi, không cần phải sấy các bác nhé, không cần phải sấy luôn này. Vô lăng đây. Đấy, giờ em sẽ cho mọi người tham khảo về phần khoang máy để mọi người có thể hiểu rõ được hơn nhé. Với khối động cơ 2.5 turbo đây. Máy rất là khô cả nhá, máy cực kỳ là khô luôn nhá. Máy khô đầu giằng nguyên này. Nổ rất là giòn luôn nhá, cực kỳ là giòn mà tròn tiếng luôn. Máy số thì bên em cam kết cho quý vị là rất phát chất nữa. Đấy, máy số cực kỳ chất luôn các ạ. Máy số chất không có chủ cùng đời luôn nhá. Đấy, với cửa tiền 195 triệu đồng thôi là chúng ta đã sở hữu được chiếc Ford Everest 2007 rồi, máy dầu. Mọi người quan tâm thì cứ liên hệ cho bốn máy kinh môn để xem xe trực tiếp nhé. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều.